thần, mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Thôi hiện tại đám cháy đang ở phía này, các đồng chí cơ động xuống vị trí, nhanh chóng gọn lẹ nha. Đó là lần đầu tiên bé mới được trải nghiệm thực tế như vậy. Tại đó giờ toàn là xem TV mà chỉ tưởng tượng thôi mà, chứ chưa bao giờ mà được thực tế giống như hồi trưa này. Cho nên nhiều khi bé nhiều cái bé cũng còn bị ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, bị lạ. Nè, uống miếng nước nữa đi, uống miếng nước nữa ha. Rồi uống miếng nước nữa đi nha, uống miếng nước nữa. Đã ngon vịt kìa. Đua không? Đua, đua, đua. Con ngồi đi, con ngồi đi. Con ngồi lên con ngựa, con cởi ngựa đi. Giờ tay. Mày tăng để đi đâu giờ? Bạn thấy con bạn chạy rồi đó. Con làm quá người ta chạy rồi. Bạn kia. Đi hỏi bạn đi, chào hỏi bạn tên gì nha. Bạn đâu rồi? Bạn ai, con đi thẳng đây nè. Đi đây nè. Bạn kia. Ủa? Chào bạn ơi. Bạn. Ủa sao bỏ bạn chạy rồi? Bạn chạy. Sao con không chạy theo hỏi bạn tên gì? Rồi cái con chơi mình con luôn hả? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pharmatong Energy. Mình thấy con mình cũng tội nghiệp, và vì ở nhà cũng không có anh em cùng trang lứa với bé để mà chơi với bé. Bé suốt ngày cứ lủ thủ chơi một mình thôi. Cho nên khi gặp những tình huống đó, mình cảm thấy mình rất là thương con mình. Dám đi không? Dám bước xuống không? Con dự định con đi đi, con đi đi. Con đi qua đi, đâu có sao đâu. Cái lưới đằng kia, đi tới luôn, thẳng luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Rồi xuống luôn. Xuống luôn. Đúng rồi, xuống luôn. Con dịnh tay từ từ con đi đi. Con dịnh vô cái lưới á. Bà qua đây nè, con qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Rồi đi. Rồi bước xuống từ từ. Đúng rồi, từ từ thôi. Đúng rồi, từ từ thôi. Đúng rồi, bình thường. Giỏi quá ta ơi.